Mới đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến khảo sát, tìm hiểu và trò chuyện với các du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện. Tại đây, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã cùng xem các hoạt động văn hóa truyền thống thu hút đông khách du lịch nước ngoài đang diễn ra. Ông Nhân rảo bộ dọc khu phố trò chuyện với một vài vị khách nước ngoài và du lịch Việt Nam. Trước đó, vào chiều cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian đi bộ trò chuyện và hỏi thăm các hộ dân được bố trí vào kinh doanh tại hai phố ẩm thực trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chim và công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến khảo sát thực địa một số khu vực du lịch ở quận 1, nơi tập trung đông khách du lịch, đã giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt thực tế để từ đó có thể tổ chức các sản phẩm, loại hình du lịch một cách linh động. Du lịch đang là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Vì thế trong thời gian tới, thành phố sẽ có nhiều chính sách triển khai hỗ trợ ngành phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển ngành.